xin chào tất cả các bạn khán giả thân yêu của Tí. Tí trở lại rồi đây. Tí chúc các bạn lúc nào cũng tươi như hoa, nụ cười tươi tắn vì nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Cười thì có lẽ là tuổi thơ của chúng ta là cười nhiều nhất, hồn nhiên nhất ý nhỉ. Nhắc tới tuổi thơ, hết lại nhớ tới một thời chơi búp bê với xem siêu nhân gào. Chả biết các bạn nhỏ bây giờ liệu có xem phim đấy nữa không? Mà phim đấy gắn liền với tuổi thơ 8X, 9X rất là nhiều. Không biết các bạn khán giả ở đây có ai còn nhớ không? Mọi người ơi, ai còn nhớ, còn xem ké của con thì like một cái cho hết bớt cô đơn đi nào. Hey, Siêu Nhân Gao hay còn gọi là Năm Anh Em Siêu Nhân, bộ phim lọt vào top 8 những bộ phim siêu anh hùng kinh điển nhất của Nhật Bản, gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều thế hệ, không chỉ của Nhật mà còn nhiều nước trên thế giới. Thậm chí còn được mua bản quyền xuất bản thành phim điện ảnh giống như Thế Giới Marvel vào năm 2017. Ra đời năm 2001, Siêu Nhân Gao là một trong những đội siêu nhân thu hút lượng fan đông đảo nhất tại Việt Nam. Đây cũng là bộ siêu nhân Nhật Bản kinh điển, nổi tiếng trên thế giới. Bộ siêu nhân này được đánh giá cao với nội dung hấp dẫn. 1.000 năm trước, những con quỷ Oroku xâm lăng thế giới loài người và bị các siêu thú phong ấn. Đến nay, bọn ác quỷ bắt đầu hồi sinh. Để giải quyết vấn đề này, các siêu thú đã chọn lựa 5 chiến binh, lập ra đội chiến binh Gao gồm 5 thành viên là Shishi Kakeru, Gao đỏ, Washiogaku, Gao vàng, Samezukai, Gao xanh, Ushigome Sotaro, Gao đen và Taigase, Gao trắng. Sau này, nhóm có thêm sự góp mặt của Gao bạc, Ogami Sukumaro. Bên cạnh tuyến nội dung hấp dẫn về cuộc chiến các siêu thú và robot vô cùng thú vị, Siêu Nhân Gao còn cho thấy tình cảm tốt đẹp của biệt đội siêu nhân. Ép nhắc thế, chắc nhiều bạn nhớ ra một bộ phim với nhiều kỷ niệm tuổi thơ rồi nhỉ? Hi hi. Mà nói tuổi thơ nhiều quá ha, Năm Anh Em Siêu Nhân thì có liên quan gì tới nội dung ngày hôm nay? Chả là, Năm Anh Em Siêu Nhân gần đây đã có 2 siêu nhân sang Việt Nam. Và với phép thuật và khả năng đầy mình, 2 siêu nhân vẫn đổ gục trước những món ăn nóng hổi, thơm lừng từ đường phố tới nhà hàng của Việt Nam đấy. He he. Mới đây, 2 diễn viên Takeru Shibaki, Gao xanh và Noboru Kaneko, Gao đỏ có chuyến ghé thăm Hà Nội để tổ chức một sự kiện gặp gỡ người hâm mộ. Bên cạnh đó, 2 nam diễn viên người Nhật Bản còn dành thời gian thưởng thức nhiều món ăn ngon ở thủ đô. Đầu tiên, 2 nam diễn viên đã thử món mà bất cứ du khách nào ghé thăm Hà Nội cũng không thể bỏ qua, đó là phở bò. Gao xanh và Gao đỏ thưởng thức phở Hà Thành đúng vị với chanh ớt quẩy. Theo ban tổ chức, quán phở mà 2 nghệ sĩ tới là phở Thìn. Noboru Kaneko cũng đăng tải hàng loạt hình ảnh, chụp đường phố, thưởng thức những món ăn nổi tiếng Hà Thành và cảm thán. Phở thật là ngon. Cả 2 gọi phở tái, món đặc trưng của quán, đầy hành ăn kèm quẩy nóng giòn. Phở Thìn vốn là thương hiệu không quá xa lạ với người Nhật, đặc biệt là đối với những ai mê ẩm thực Việt Nam. Năm 2019, phở Thìn mở chi nhánh ở Tokyo liền tạo cơn sốt, thu hút rất đông thực khách xếp hàng. Bát phở Thìn ngập hành lá và thịt bò, màu nước dùng và hương thơm kích thích các giác quan. Điều quan trọng nhất làm cho tô phở ngon, ấn tượng là nước dùng, bánh phở, tương ớt rồi mới tới thịt bò. Bởi thế, phở Thìn ở Hà Nội tự sản xuất phở và tương ớt theo công thức riêng. Úi chà, phở ở Nhật đã ngon rồi thì sang thưởng thức phở chính gốc Hà Nội chẳng ngon bá cháy luôn các bạn nhỉ. Hai anh siêu nhân chả hài lòng lắm luôn con gì. Trên Instagram, 2 anh còn đăng ảnh thưởng thức phở Thìn mãn nguyện lắm. Tiếp theo sau món phở, 2 siêu nhân dành nhiều thời gian đi thăm thú Hà Nội. Shibaki và Kaneko còn đi dạo ăn kem thủy tạ. Lượn một vòng Hồ Gươm, ăn một que kem thủy tạ, chả biết từ bao giờ đã trở thành một thói quen khó bỏ của người Hà Nội. Và chỉ khi ở nhà suốt thời gian vừa qua, người Hà Nội mới chợt nhận ra rằng, chỉ khi xa cách, cảm giác thân quen đó mới thật sự trở nên rõ ràng. Nhìn những người đang xếp hàng theo đúng khoảng cách quy định để chờ mua cho mình một cái kem chanh bạc hà mát lạnh hay một chiếc kem ốc quế ngậy hương vani, sô-cô-la và thả hồn tận hưởng bên Hồ Gươm mới cảm nhận được vẻ đẹp sâu lắng và thi vị của đất Tràng An. Những tâm hồn yêu kem thủy tạ đã tới đây không chỉ mua cho mình một món quà vặt dài khát mà còn để tìm lại những kỷ niệm đã gắn bó từ rất lâu mỗi dịp dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm và với thương hiệu kem ngon nổi tiếng lâu đời, xứ Hà Thành. Giới thiệu quà xíu rồi, mét thấy thèm luôn rồi đấy. Mặc dù trời hơi lạnh lạnh xíu mà vẫn thích ăn kem. Hiu hiu. Tiếp theo, 2 siêu nhân thưởng thức món bánh mì Lạn Ông. Tất cả đều là những món ăn thân thuộc với người thủ đô, khách du lịch nên thử ghé đến. Wow, đúng là 2 anh biết thưởng thức, biết chọn hàng ra phết các bạn nhỉ. Nằm ở trung tâm phố cổ, Lạn Ông, một trong những con phố nghề ít ỏi của Thăng Long, còn lưu giữ đến nay. Ấy thế mà cũng có một món ăn được cột mác tên phố này đấy. Chẳng cần là tín đồ sành ăn hay thuộc đội hình căn cố đớp, mỗi lần nghĩ tới thôi, tự khắc cái bụng dù khó tính mấy cũng phải ưng.
bởi bánh mì lạn ông quá ư là nổi tiếng trong tiềm thức của người Hà Nội. Đã 30 năm trôi qua, nhưng những chiếc bánh mì ba tê của cửa hàng này vẫn khiến người dân Hà Thành xếp hàng mua và còn luôn nằm trong list must try của khách du lịch. Bánh mì ba tê, cụm từ thân thương này chẳng xa lạ gì với chúng ta vì đây là món ăn được nhiều bạn trẻ ưa thích. Mà ngẫm cho cùng, mật độ xuất hiện của các cửa hàng bánh mì ba tê cũng không kém các chốt cơ động trên đường phố thủ đô Hà Nội là bao. Nếu bạn cần ăn bánh mì chỉ để bao no thì quá dễ, chỉ cần xách mông phi ra đầu ngõ là có ngay một hàng. Nhưng nếu bạn muốn ăn bánh mì ba tê đúng chuẩn ngon tròn miệng thì phải tìm ngay tới bánh mì Lãn Ông nhé. Tính sơ bộ cũng đã nổi tiếng ngót nghét 30 năm nay ở phố cổ rồi đấy. Bánh mì Lãn Ông tự hào vẫn luôn là địa chỉ sổ tay quen thuộc của giới trẻ Hà Nội. Quán bánh mì được mở từ năm 1989, tức là có tuổi đời, còn lớn hơn rất nhiều bạn đang xem video này nữa. Nếu bạn giành quyền cứu trợ, gọi điện cho người thân, chắc hẳn họ vẫn còn nhớ tới quán bánh mì chuyền ba tê nằm ở một góc nhỏ trên con phố Lãn Ông. Ngoài thương hiệu bánh mì Lãn Ông, thời gian cũng là chứng nhân cho lịch sử, tên gọi của thương hiệu bánh mì ngon nức tiếng Hà Nội này. Dù đã chuyển cửa hàng về số 8 Chả Cá, nhưng cái tên bánh mì Lãn Ông vẫn khiến nhiều khách nước ngoài tò mò tìm tới. Với mục đích mở rộng kinh doanh, năm 2016, cửa hàng đổi tên thương hiệu thành bánh mì Bảo Quyên và nhân rộng thêm 2 cơ sở ở 25 Kim Mã và 65 Hàng Bè. Nhưng vốn dĩ, một thương hiệu đã tồn tại khá lâu đời và ghi dấu khó phai trong lòng thực khách trong và ngoài nước. Cũng nhằm bảo tồn và phát huy truyền thống, thành quả đã đạt được, cửa hàng đã đồng nhất lại tên quán và giữ nguyên thương hiệu số 1 là bánh mì Lãn Ông. Thôi, quay lại với các anh siêu nhân gao cái nào. Chứ giới thiệu nhiều quá, ngồi viết bài nửa đêm mà ép thấy thèm ơi là thèm thế này thì nguy hiểm quá ạ. Đợt rồi ngồi viết bài ẩm thực cho các bạn xem nhiều quá, viết nhiều lại thèm, mà thèm thì phải ăn, ăn thì lại tăng cân các bạn ạ. Ôi là trời, vậy nên gần đây, ép mới hãm hãm bớt các bài ẩm thực đi đó. Tiếp đến, họ còn đi thăm nhà tù Hòa Lò và lót dạ bằng bánh cuốn gia truyền, có thêm chả mực chiên vàng rụm. Đương nhiên, không thể thiếu quyền nếm thử cà phê, mang đậm hương vị Việt. Không chỉ vậy, hình ảnh hai diễn viên Nhật Bản ngồi vỉa hè phố cổ, thưởng thức các món ăn đường phố cũng được chia sẻ nhiều trên trang mạng xã hội. Mọi người cho rằng, bất cứ ai cũng không thể cưỡng lại sức hút của những quán ăn vỉa hè bán đồ ăn vặt, đồ nhắm hay các xe đẩy bán đồ nướng, chiên xiên que. Thu Trang cho biết mình đã tới tận sân bay để đón thần tượng. Cô đi cùng một nhóm 40 fan. Trước đó, các fan đã thống nhất đi với số lượng vừa đủ để không gây cảnh hỗn loạn ở sân bay. Tôi là fan của siêu nhân Gao từ năm 2005. Chính Gao đỏ và Gao xanh cũng không ngờ là sau hơn 20 năm, fan của bộ phim còn nhiều đến thế. Cả hai đều vui vẻ chụp hình và ký tặng fan, cô cho biết. Quốc Tình cũng tới sân bay đón thần tượng như Thu Trang. Anh cho biết mình đã tham gia giới tù cu, chỉ chung các phim ảnh kiểu siêu anh hùng, thường xuất hiện với các trang phục lạ từ lâu nên cũng không quá bất ngờ với lượng fan hùng hậu của cả hai. Quốc Tình cũng chia sẻ, sau khi rời sân bay, diễn viên Gao đỏ đã chủ động nhắn tin cho mình để xin chụp ảnh cùng mọi người. Chưa hết đâu nha, khi về nước các anh còn gói ghém một đống quà, các bạn có biết là gì không? Đấy là một đống gia vị thần thánh chấm hoa quả đó, chính là bột canh hào hào. Ú òa, bất ngờ chưa? A hi hi. Các bạn thấy video đổi gió hôm nay của S thế nào ạ? Bớt kinh tế khô khan không? Các bạn có thích chủ đề này không ạ? Hãy để lại comment dưới bình luận cho S biết cảm nhận của các bạn về chủ đề này thế nào nha. S xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở chủ đề tiếp theo nhé. Gào! S đi xem siêu nhân đây. Bye bye!